Xem tướng lông mày biết ngay vận mệnh sướng khổ, giàu nghèo, thiện ác. Kính thưa quý vị, có những điều chúng ta có thể che giấu bằng những thứ hào nhoáng bên ngoài, nhưng cốt cách và tâm tướng thì không có thể có gì che đậy được. Do đó, qua ngũ quan của người khác, phần nhiều sẽ biết được tâm can của người đó có tốt hay không, có nên kết giao hay không. Cũng giống như vân tay, mỗi người có một dạng lông mày khác nhau, nhưng tự chung lại, có các dạng lông mày điển hình nhất. Có những dạng lông mày thanh tú mang tới vận mệnh tốt đẹp cho chủ nhân, nhưng cũng có những lông mày lại mang tới điều xấu cho người đó. Chỉ cần nhìn vào lông mày, ta sẽ biết ngay vận mệnh sướng khổ, giàu nghèo, thiện ác của một người. Quý vị yêu mến Cuộc Đời Giá Trị và muốn đồng hành cùng chúng tôi thì hãy nhấn nút đăng ký kênh nhé. Thứ nhất, tướng lông mày người hướng thiện, tâm đức hiền hậu, có phúc báo. Người có lông mày thanh tú, dài quá mắt, hướng lông mày mọc từ đầu mắt hướng về cuối mắt, mọc kín xương chân, không lan lên trên, không rủ xuống phía mắt, biểu thị tâm tính trung hậu, thông minh, nhãn quan rộng rãi. Người có lông mày mịn, đen bóng, mọc che kín hết xương lông mày mà dài hơn hoặc bằng chiều dài của mắt. Đuôi lông mày cao hơn đầu lông mày, các sợi lông mày xuôi theo chiều thuận và phủ lên mi, cốt như hình dạng mái ngói. Giữa mi, cốt lông mọc rồi hai bên thấp dần là biểu thị tâm tình hào sảng, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Thứ hai, tướng lông mày người tham lam xấu tính. Lông mày thô, mọc thẳng đứng hoặc mọc hướng lên phía trên là kẻ thần khí cương bạo, tính tình tàn nhẫn, háo sắc, ưa đấu tranh bạo lực. Lông mày hoặc mịn và rối như tơ vò, hoặc nhỏ bản và cong vút như mày ngài, đặc trưng của tham lam dâm dật. Lông mày thưa ngắn, hoặc mịn nhưng xoắn lấy nhau, hoặc mọc ngược chiều mà ngắn, mà ánh mắt vô thần là kẻ ngoan cố và ngu độn, tính nết ưa cô độc, không thích giao du thân mật với mọi người. Dưới đây là một số hình dáng lông mày thường gặp, dựa vào đây ta có thể luận đoán tính cách vận mệnh. 1. Mày đuôi én, giao nga mi. Lông mày to bề ngang, đen và đậm, hình dạng thô và phần đuôi trẻ ra hai nhánh rõ rệt, trông giống như đuôi chim én. Về mặt mạng vận, từ trung niên trở đi rất xấu, có thể bị tù tội, gia sản tiêu hao, anh em bất hòa và ly tán. 2. Lông mày thưa và lạc, hoàng bạc mi. Sợi lông mày nhỏ, màu ngả vàng, khoảng cách thưa và không đều, luôn luôn ngắn hơn mắt. Nếu mắt dài mà gặp loại lông mày này thì ngay từ tuổi trẻ tuy tiền bạc có vào nhiều nhưng ra cũng lắm, không bao giờ dư dật. Nếu mắt hôn ám thì kẻ có lông mày thưa và lạc có số chết ở quê người. 3. Lông mày chữ bát, bát mi tự. Về loại lông mày này có hai giả thuyết. 1. Đầu lông mày bình thường nhưng cuối lông mày chia thành hai nhánh, một nhánh hếch lên và chiều hướng của sợi lông mày cũng hướng lên, còn nhánh thứ hai rẽ xuống, chiều lông mày cũng xuôi theo. Tóm lại hai nhánh có chiều hướng khác nhau, một thuận một nghịch. Lối phân định này được nhiều người công nhận hơn lối thứ hai. Về ý nghĩa, lông mày chữ bát chủ về vận số long đong, nhất là các lĩnh vực tình cảm, tiền bạc. 2. Lông mày thuộc loại dài, đầu lông mày cao và thân lông mày thấp dần, đến đuôi lông mày thì xuống thấp gần ngang hàng với đuôi mắt, cả hai lông mày phải và trái hợp với nhau thành nhánh, trông như hai nhánh chữ bát. Loại lông mày chữ bát thường đầu mịn đuôi thưa, càng thô và càng tàn mát thì ý nghĩa lại càng xấu. 4. Mày lá liễu, liễu diệp mi. Lông mày dài thon ở hai đầu, trông mường tượng như lá cây liễu. Về tính chất của lông mày này có vẻ hơi thô chọc, nhưng nhìn kỹ và lâu lại có vẻ thanh tú đặc biệt, chọc trung đới thanh. Mày lá liễu biểu tượng tâm tính trung tín nhưng cá tính nhu thuận, dễ bị người thân chi phối hoặc khinh mạn. Nếu gặp được người quyền quý đỡ đầu mới có thể tiến đạt được. 5. Lông mày đầu mịn đuôi thưa, tiền thanh hậu tán mi. Vị trí lông mày ở đầu đuôi bằng nhau
bề ngang thuộc loại hơi lớn, đầu lông mày có sợi nhỏ, hơi khít, mịn, bắt đầu từ phần gấp khúc trở về sau, lông mày dài dần và khoảng cách thưa dần. Hình dạng lông mày tương tự chữ nhân, trông thoáng qua thì không được tao nhã. Nhưng nhìn kỹ dưới nhãn quan tướng học thì lại có vẻ thanh tú, trọc trung hữu thanh. Người có loại lông mày trên đỗ đạt hoặc nổi tiếng sớm, nhưng tiền bạc bình thường, từ trung phận trở đi tấn phát được. Nói chung loại lông mày đầu mịn đuôi thưa, chủ về quý mà kém thọ. 6. Lông mày quỷ, quỷ mi. Sợi lông mày thô dài có bề ngang rất rộng, phía cuối lông mày có một số ăn lan xuống bờ mắt. Người có loại lông mày quỷ là người rất khôn ngoan, gian hiểm, tham bạo, ưa sử dụng thủ đoạn. Trong khi giao thiệp với người thường vẽ ra nhân nghĩa, nhưng thực tâm chỉ nhằm lợi dụng. 7. Lông mày chổi xuể, tảo chữ mi. Hình dạng lông mày tương tự như cái chổi quét nhà, đầu lông mày trông thanh tú, lông mịn, càng về phía đuôi thì càng thưa dần, phía nhọn uốn cong về phía trước. Về mặt mạng vận gia đình, lông mày chổi xuể tượng trưng cho sự thiếu tình cốt nhục, cả anh em lẫn con cái, hậu vận rất xấu về cả hai tiền bạc lẫn gia cảnh. 8. Lông mày la hán, la hán mi. Mày đậm mà thô, bề ngang rất rộng và uốn hơi cong như lông mày các tượng la hán trong các đền chùa cổ. Đây là loại lông mày rất xấu, tượng trưng cho sự trì trệ đủ mọi phương diện. Người có cặp lông mày la hán mà được cặp mắt tốt thì vợ trễ con muộn, tuổi trẻ gian nan vất vả. Nếu lông mày la hán đi với mắt xấu hoặc nhãn thần hôn ám là điềm báo trước chết về hình thương ở tuổi trung niên. 9. Lông mày lưỡi kiếm, kiếm mi. Sợi lông mày mịn, khoảng cách vừa phải, bề ngang hơi nhỏ, bề dài quá mắt. Trông xa loại lông mày này thẳng, đuôi ngược lên trên trông như lưỡi kiếm. Lông mày này biểu tượng cho tính nết cứng cỏi, học vấn sâu rộng. Về mặt gia đình, mạng vận, mày lưỡi, kiếm tượng trưng cho phú quý lúc trung niên trở đi. 10. Lông mày đẹp vừa phải, khinh thanh mi. Đặc tính tổng quát tương tự như loại đoàn xúc tú mi ở trên, nhưng bề ngang lẫn bề dài đều lớn hơn, hơi có chiều cong uốn theo mắt và dài bằng hoặc lớn hơn mắt, đuôi mày dài và hơi thưa. Người có loại khinh thanh mi phối hợp đặc cách với râu tóc và mắt là tướng được mọi người vị nể, thông minh, hoạt bát, lại đối xử với kẻ xung quanh có nghĩa. 11. Mày thưa và rời rạc, sơ tán mi. Sợi lông mày tương đối ngắn, thưa và khoảng cách giữa các sợi lông không đều đặn, chiều dài ngắn hơn bằng mắt và hình dạng thô trọc. Về phương diện mạng vận, lông mày chưa biểu hiện tình bạn lạt lẽo bình thường, tình bạn không giữ được lâu bền mà lại lên xuống theo từng chu kỳ. Hết rồi lại có rồi lại hết, dù hết sức cố gắng cũng không thể thay đổi trình tự kể trên. 12. Lông mày dao cao, thất đao mi. Lông mày nhỏ, hẹp, cả bề dài lẫn bề rộng, có hình dạng như loại dao têm trầu thời xưa, lông mày thô và ngắn. Kẻ có loại lông mày dao cao, tâm địa gian hiểm, đầu óc tàn nhẫn, hung bạo, ngay cả đối với anh em ruột thịt cũng không vị tình. Người có loại lông mày dao cao thường chết bất đắc kỳ tử. 13. Lông mày rồng, long mi. Lông mày đẹp có dáng bóng bẩy, sợi lông mày dài và hơi thưa, đầu lông mày nhỏ, đuôi lông mày cao, hơi thô và cao hơn đầu. Về mặt mạng vận, lông mày rồng phối hợp đặc cách với các loại mắt, tốt nhất là tượng trưng cho sự đông anh em, cha mẹ sống lâu và giàu có hơn người. 14. Lông mày sư tử, sư tử mi. Lông mày đậm và khá dài, thường thường bằng chiều dài của mắt. Sợi lông mày thô, bể ngang khá lớn và hơi cong xuống, tuy nhiên mọc khá xa bờ mắt. Lông mày sư tử hợp với mắt sư tử hoặc cọp tượng trưng cho sự thông minh, hoạt bát, dễ thành đạt nhưng vợ trễ con muộn, vinh hoa phú quý ở tuổi vãn niên. 15. Lông mày ngắn, nhỏ mà đẹp, đoàn xúc tú mi. Lông mày mịn đều, bề ngang hơi nhỏ và ngắn hơn mắt, dáng vẻ thanh tú, hợp với khuôn mặt, cặp mắt và râu tóc.
Đặt cách nói trên thì lông mày đoàn xúc nhi tú tượng trưng sự khang kiện về cả vật chất lẫn tinh thần, tính tình trung hậu, trí tuệ sáng suốt, không hay đau ốm trong tuổi vãn niên. Tóm lại, đoàn xúc mi tú thuộc hạng tiểu quý, tiền tài bình thường nhưng gia đình vận mạng hòa thuận. 16. Lông mày chữ nhất, nhất tự mi. Sợi lông mày mịn đen, khoảng cách vừa phải, khá to bề ngang, dài bằng hoặc hơn mắt và đầu đuôi bằng nhau, thẳng băng, thành hình dạng chữ nhất, hán tự. Lông mày chữ nhất hợp với các loại mắt dài và có chân quang, biểu hiện cho tâm tình nhân nghĩa, thông tuệ. Về mặt mạng vận, lông mày chữ nhất đặc cách tượng trưng cho sự phát đạt ngay từ thuở trẻ, gia đình thuận thảo đến bạc đầu, phú quý trường thọ ít khi có kẻ sánh kịp. 17. Lông mày cọp, hổ mi. Lông mày xếch lên, to bản, dài bằng hoặc hơn mắt, sợi lông mày thô, đuôi dài và hơi thưa. Lông mày cọp thường được gọi là loại mày quý nếu hợp với mắt sư tử hay cọp và chủ về các nghề có tính chất cạnh tranh, vũ nghiệp, thực nghiệm gia. Lông mày cọp chỉ nặng về tính cách quý hiển chứ không đại phú trường thọ, ngoài ra còn khác anh em con cái. 18. Lông mày thanh tú, thanh tú mi. Hình thể hơi cong và dài quá mắt, đầu hơi nhô và thấp, đuôi lớn dần và cuối cùng nhọn cao hơn đầu. Sợi lông mày không lớn không nhỏ, không quá đậm, không quá lạt, trông xa như nét tranh vẽ. Tướng Pháp gọi loại lông mày này là thanh tú mi vì tục ngữ có câu mi tự thanh sơn, màu xanh tươi như cây bao phủ núi một màu xanh. Phối hợp với loại mắt trong sáng có thần, lông mày thanh tú biểu hiện cho sự thông minh, trí tuệ cao viễn, đỗ đạt sớm, danh vang thiên hạ về mặt học thuật. 19. Lông mày tầm, ngọa tầm mi. Sợi lông mày hơi thô, cong và to bản, trông như dáng con tầm. Nếu lông mày đẹp và có vẻ tao nhã, chọc trung hữu thanh thì đó là biểu hiện của tính nết khôn khéo, uyển chuyển, dễ thành đạt nhưng thiếu tình thân thiết anh em. 20. Lông mày chổi xuể, tào chữ mi. Hình dạng như cái chổi xuể, ở đầu thì thon mịn và thanh tú, càng về sau càng tõe ra như cái chổi quét nhà, sợi lông mọc thưa dần. Đoán vận mệnh, thiếu tình thương của cốt nhục cả anh em lẫn con cái. Mạng vận rất xấu, luôn luôn thiếu thốn tiền bạc, càng về già càng thiếu tiền và càng thiếu tình cốt nhục, về già không có gia đình và tiền bạc. 21. Lông mày đứt đoạn, gián đoạn mi. Bất kể lông mày nhiều hay ít, dài hay ngắn, nếu có một quãng bị ngắt quãng hoặc lông ở một đoạn quá ngắn hay mờ lạt một cách bất thường, đều bị coi là gián đoạn mi. Lông mày gián đoạn có ý nghĩa rất xấu về mặt mạng vận. Kẻ có gián đoạn mi, có của cũng không giữ được vì tiền bạc thăng trầm ngoài ý liệu, anh em vô duyên không nhờ cậy được, tính tình xung khắc hoặc phải xa cách cha mẹ.